Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hít thở trên sao hỏa? Quá trình khám phá sao hỏa đã và đang trở thành một cuộc phiêu lưu khoa học kỳ diệu. Từ những nỗ lực đầu tiên của con người để đặt chân lên sao hỏa, chúng ta đã thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng về hành trình này và khám phá những bí ẩn chưa được tiết lộ. Nhờ sự phát triển của công nghệ và sự hợp tác quốc tế, chúng ta đã đưa các tàu vũ trụ như rover Mars đến sao hỏa để khám phá và nghiên cứu một cách chi tiết hơn. Những con tàu vũ trụ này đã truyền tải về trái đất hình ảnh tuyệt đẹp và dữ liệu khoa học quan trọng về khí quyển, địa chất và sự tồn tại của nước trên sao hỏa. Nhưng để đưa người lên sao hỏa lại là một quá trình lâu dài và là một thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, mở ra một trang mới trong việc khám phá vũ trụ. Để đạt được điều này, các nhà khoa học sẽ phải vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật và vật lý. Đầu tiên, quá trình này yêu cầu xây dựng và phát triển các phương tiện vũ trụ tiên tiến như tàu vũ trụ và tàu con thoi. Các tàu vũ trụ này phải được thiết kế để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trong không gian và cung cấp môi trường sống an toàn cho phi hành gia trong suốt hành trình. Sau đó, quá trình đưa người lên sao hỏa đòi hỏi các công nghệ hạ cánh và điều chỉnh đường bay chính xác. Để đạt được điều này, các chuyến bay tới sao hỏa thường được tính toán cẩn thận để tận dụng tương tác giữa quỹ đạo của trái đất và sao hỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bay đi và hạ cánh an toàn. Bộ khí quyển của sao hỏa là một phần quan trọng trong quá trình này. Bộ khí quyển sao hỏa khá mỏng và chứa ít oxy, làm cho môi trường trên hành tinh này trở nên khắc nghiệt cho sự sống của con người. Điều này có nghĩa là phi hành gia phải được trang bị các thiết bị hô hấp và trang phục bảo vệ phù hợp để thích ứng với môi trường thiếu oxy và áp suất thấp trên sao hỏa. Nhưng trong video này, chúng ta hãy giả định rằng con người có thể đặt chân lên sao hỏa. Và nếu bạn chỉ muốn hít một hơi trên sao hỏa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trên bề mặt sao hỏa, áp suất khí quyển xấp xỉ 0,5% áp suất khí quyển ở mực nước biển trên trái đất. Có một điều có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng cơ thể con người không có bất kỳ cơ nào chủ động hút không khí vào bên trong phổi. Phổi của chúng ta là một hồ chứa không khí. Khi chúng ta hít vào, chúng ta làm tăng thể tích của phổi và kết quả là áp suất bên trong phổi giảm và sự khác biệt áp suất lấp đầy phổi với không khí từ bên ngoài. Để hít thở, bạn cần ít nhất 40-45% áp suất khí quyển bình thường. Khó thở thường bắt đầu khi áp suất khí quyển giảm xuống 60% so với mức bình thường. Cơ chế hô hấp của chúng ta không thể lấp đầy phổi bằng không khí loãng của sao hỏa. Ngược lại, khi bạn cố gắng thở và mở miệng để không khí sao hỏa tràn vào, không khí từ phổi của bạn sẽ tràn vào bầu khí quyển của sao hỏa và áp suất trong phổi của bạn sẽ bằng với áp suất của bầu khí quyển sao hỏa. Có thể bạn nghĩ rằng bạn có thể hít hơi thở đầu tiên một khi áp suất bên trong và bên ngoài phổi là bằng nhau. Nhưng tin xấu là cùng với không khí từ phổi của bạn, hơi nước cần thiết cho hoạt động của các tế bào mô phổi cũng sẽ thoát hết ra ngoài. Và một người có thể sẽ chết trước khi họ cố gắng hít hơi thở đầu tiên. Nhưng hãy giả sử rằng người thử nghiệm của chúng ta rất cứng đầu và chúng ta có thể đóng gói đủ bầu không khí sao hỏa bên trong một căn phòng bằng máy nén, tạo ra bầu không khí có áp suất giống như trái đất. Và rồi không có gì có thể ngăn cản người thử nghiệm của chúng ta bước vào phòng và hít một hơi thật sâu, thì điều gì sẽ xảy ra? Bộ khí quyển trên sao hỏa gồm 95% carbon dioxide, gây độc cho cơ thể con người nếu nồng độ của nó vượt quá 4%. Tuy nhiên, một hơi thở sẽ không gây hại nghiêm trọng. Nó có thể gây buồn nôn, chóng mặt và nhức đầu dữ dội. Nhưng nếu bạn ở trong phòng và hít 5-6 hơi, sẽ dẫn đến nồng độ axit trong máu tăng cao, dẫn đến co giật, bất tỉnh và tử vong. Đó là những gì sẽ diễn ra nếu bạn hít thở trên sao hỏa. Nhưng điều này sẽ không làm giảm khát vọng của con người muốn đặt chân lên hành tinh đỏ. Khát vọng đó đại diện cho khát khao sâu sắc của chúng ta trong việc khám phá và khám phá những lãnh thổ mới, mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra khỏi trái đất. Sao hỏa với vẻ đẹp mê hoặc và bí ẩn của nó là một biểu tượng cho sự sáng tạo và lòng gan dạ của con người. Chúng ta không chỉ muốn chiêm ngưỡng những núi lửa và thung lũng tuyệt đẹp mà còn muốn hiểu rõ hơn về lịch sử và tiềm năng của hành tinh đỏ. Khát vọng của chúng ta để đặt chân lên sao hỏa có liên quan đến việc tìm kiếm sự sống và khả năng sinh tồn trên các hành tinh khác. Sao hỏa với bầu khí quyển và khí hậu khắc nghiệt có thể chứa đựng những bí ẩn về sự hình thành và tiến hóa của cuộc sống. Bằng các nghiên cứu và khám phá sao hỏa, chúng ta có thể tìm thấy những dấu vết quý giá về nguồn gốc và sự tiến hóa của chúng ta. Đặt chân lên sao Hỏa cũng mang ý nghĩa quan trọng về việc mở rộng tầm nhìn của con người. Nó đại diện cho khả năng vượt qua giới hạn và thách thức mới, đẩy mạnh công nghệ và khoa học và tạo ra một tương lai không giới hạn cho nhân loại. Việc đặt chân lên sao Hỏa là một bước tiến quan trọng trong việc khám phá và tận dụng tiềm năng của vũ trụ rộng lớn. Với khát vọng này, chúng ta không chỉ mở rộng biên giới của con người, mà còn mở rộng những giá trị nhân văn và tinh thần phiêu lưu. Đặt chân lên sao Hỏa là một cột mốc lịch sử trong sự tiến bộ của chúng ta, mang theo hy vọng và khát khao tìm kiếm sự hiểu biết và những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Hãy cùng nhìn xa xôi và tiến tới khát vọng. Và đến đây thì video cũng đã hết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì xin cho kênh một like, một chia sẻ. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông, vì đó là một động lực rất lớn cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.